Ông ấy chính là bố con. Mẹ nói là mẹ làm tất cả vì con, nhưng thực chất mẹ làm là vì người đàn ông ấy. Mẹ, không phải con không đoán được, nhưng mà con muốn chính mẹ. Mẹ sẽ là người cho con biết sự thật, cho dù cái sự thật ấy có đáng xấu hổ đến đâu. Mẹ xin lỗi con. Mẹ giấu con bởi vì mẹ sợ con sẽ không chấp nhận. Hơn nữa, ông ta cũng muốn như vậy để không ảnh hưởng đến đường quan lộ. Số tài liệu đó đâu? Chịu, không có ở đây chắc là chỗ mụn mây rồi. Mày định bán tao lần nữa đấy à? Cũng định thế. Nhà này không thằng nào trả giá cao hơn ông. Chán vãi. Này, đi đâu? Mày không thể bán thứ mà không có. Đừng dồn chó vào đường cùng. Đưa tiền đấy, làm trâu ngựa cho ông bao năm. Đền bù nhân phẩm vài tỷ là rẻ rồi. Bao nhiêu năm nay mày hút máu tao còn chưa đủ à? Bỏ bèn gì so với số ông kiếm được. Tôi biết làm toán mà. Cần tôi tính hộ công an không? Tôi với ông không còn gì để nói. Số tài liệu đó giờ đang ở đâu? Con mây này ngu thật, nhưng không đến mức để số tài liệu ở trong cái két đi đâu. Sao? Sợ rồi à? Con Ngọc nó sẽ nghĩ gì khi cô tống cha nó vào tù? Ông im mồm đi. Lại còn dám nhắc đến con bé à? Đã đến lúc ông trả nghiệp rồi đấy. Cô quyết định chơi tôi phải không? Tôi đã cho anh lựa chọn. Cô thừa biết đó là ép buộc. Hành động đó là của kẻ thiển cận ngu ngốc. Cô làm như thế, cô có nghĩ đến tương lai của con Ngọc không?